nhiệt độ xuống thấp 2 độ C. Vậy nhưng mới 7 giờ 15 phút thì tất cả 15 điểm trường mầm non ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn đều phải đón trẻ từ 1 đến 5 tuổi đến lớp để chăm sóc, sưởi ấm. Do cái đặc thù ở đấy thì cũng cái mùa lạnh là nhiệt độ cũng là 4 độ, 5 độ. Cho cháu nghỉ thì phải nghỉ cả năm để đảm bảo cái sức khỏe cho cháu thì đến là trường là rất kín đáo, đảm bảo chăn gối đệm đầy đủ. Khi nấu ăn và chế biến thì cũng cắn một cái thời gian để mà đảm bảo khi nào cháu chuẩn bị ăn thì cơm và canh và thực phẩm đưa ra thì phải đảm bảo là nóng. Thời tiết lạnh giá kéo dài trong năm nên phương án chống rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh luôn được các nhà trường thực hiện. Tăng cường chắn ấm rồi là áo ấm cho các cháu, đặc biệt là các học sinh bán trú thì chúng tôi chỉ đạo các nhà trường là che chắn các cái phòng học, phòng ở rồi là ánh sáng sưởi ấm cho học sinh. Dạy học tại vùng cao Kỳ Sơn, các thầy cô giáo ở đây đã cố gắng để các em có được bữa ăn tươi, giấc ngủ ấm.